75% cái thời gian công việc của chúng ta nó không liên quan đến coach. Sẵn sàng tâm thế học tập, sẵn sàng làm những điều cần thiết chứ không chỉ là những cái điều mà mình muốn làm. Hello hello hello, welcome back. Chào đón cả nhà lại quay trở lại với chương trình Giải Mã Coach. Đây là Trần Tiến Công, nhà sáng lập Học viện Coach Việt Nam, Việt Nam Coaching Institute. Công sẽ chia sẻ với chúng ta ba cái kiểu tư duy sẽ giết chết chúng ta trong cái hành trình phát triển sự nghiệp coach. Đầu tiên, tích tụ bằng cấp. Khi tôi có cái bằng coaching được certify quốc tế, được chứng nhận của ICF hoặc là một tổ chức nào đó, thì tôi đã là trên đỉnh của thế giới và thành công nó sẽ đến với tôi. Chúng ta có từng có cái suy nghĩ đó khi mà chúng ta tốt nghiệp đại học không? Khi chúng ta tốt nghiệp đại học, chúng ta nghĩ gì? Wow, I'm a top of the world. Mình là trên đỉnh của thế giới. Nhưng mà khi chúng ta thực sự đi làm cái công việc đầu tiên thì mình nhận ra cái điều gì? Wow, sao những cái thứ đại học của mình nó đâu rồi? Mình vô đây mình dùng được bao nhiêu phần trăm? Và chúng ta lại bắt đầu công việc với gì? Với một cái tâm thế newbie và chúng ta phải học những cái thứ mới. Khi chúng ta tốt nghiệp, đấy mới chính là hành trình học tập thực tế bắt đầu. Định nghĩa của công về hành trình bắt đầu là học tập là gì? Là khi chúng ta đưa những thứ chúng ta học ở trong classroom, trong lớp học, vào real life application và ứng dụng trong cuộc sống. Ok. Nên nếu mà chúng ta nghĩ rằng mình học một chương trình của ICF, ví dụ học đến level 1 hoặc là ví dụ PCC hay là level 2 mà chúng ta nghĩ là mình đã đủ rồi, thì đó sẽ là cái tư duy đầu tiên ngăn cản công việc, ngăn cản chúng ta cất cánh. Có thể, ok, chúng ta làm part-time, làm cho vui, làm kiếm tiền, vui học tập, ok. Nhưng chúng ta muốn thực sự cất cánh và đứng trên cái đôi chân của mình, ok, làm thành một giống như là independent service, một cái dịch vụ, một cách chuyên nghiệp và chúng ta có thể sống chuyên nghiệp với nó, thì đó chính là cái tư duy mà cản trở chúng ta. Và tư duy thứ hai khiến chúng ta chết trong cái việc phát triển nghề coach, đó là tôi chỉ tập trung vào cái kỹ năng coach của tôi là đủ. Chỉ cần tôi coach tốt, chỉ cần tôi coach giỏi, khách hàng sẽ đến với tôi, khách hàng sẽ referral cho tôi, khách hàng sẽ đạt được kết quả họ mong muốn, thế là tôi sẽ sống khỏe với nghề. Và Công đã từng nghĩ cái kỹ năng đó trong vòng 5 năm đầu tiên. Và Công chỉ làm là vừa đủ để giống như kiếm tiền dư để học tập thôi, chứ nó không đủ để Công cất cánh và Công làm ra một cái công việc gọi là coach toàn thời gian một cách chuyên nghiệp. Cái định nghĩa của Công về coach chuyên nghiệp là làm nào để bạn có thể sống được với cái nghề coach mà không phải làm cái công việc khác. Bởi vì khi như vậy thì bạn sẽ toàn phần, bạn tập trung vào học tập, phát triển và mang lại cho dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. Để mà giúp chúng ta cất cánh được thì mình phải mở rộng cái identity, mở rộng cái nhân dạng của chúng ta. Bây giờ chúng ta coach không chỉ là coach nữa, mà chúng ta cần phải có cái kiến thức về business, về coaching. Chúng ta cần phải làm thế nào để viết ra sales copy, viết ra cái bài bán hàng tốt. Chúng ta cần phải biết bán hàng, chúng ta cần phải biết marketing. Thì đấy là cái bước kế tiếp của chúng ta. Nếu mà mình đang làm coach tốt rồi, ok, good. Cái điều kế tiếp là làm thế nào chúng ta mở rộng ra. Mình bây giờ là sales, mình bây giờ là marketer, mình bây giờ là influencer rồi, chứ không chỉ đơn thuần là coach nữa. Và cái điều thứ ba, không sẵn sàng làm những cái điều cần thiết, hay nói cách khác, không đủ chăm chỉ để làm công việc coach này. Lý tưởng khi chúng ta đang làm trong công việc, trong công ty, mình thấy tôi phải quản lý rất là nhiều, tôi phải quản lý nhân viên, tôi phải làm những thứ không thích, tôi phải làm này. Tôi chỉ tập trung làm coach, tôi làm coach thôi. Những cái thứ râu ria, mì tôm khác tôi không làm. 75% cái thời gian công việc của chúng ta, nó không liên quan đến coach, nó liên quan đến logistics. Và đây thống kê chung ha. Để có 1 giờ mà bạn thực sự ngồi coach với khách hàng, thì nó sẽ có 4 cái giờ, 3 đến 4 giờ bạn không coach. Có nghĩa là gì? Bạn làm, bạn post Facebook, bạn làm, bạn kết nối với khách hàng, bạn làm, bạn coach miễn phí, bạn email follow up khách hàng, bạn ký hợp đồng, bạn xuất hóa đơn, bạn giao hóa đơn. Và câu hỏi là bạn có sẵn sàng làm cái điều đó không? Đó sẽ là cái chính là cái điều mà bạn phải tự hỏi bản thân. Chứ không phải cái điều mà khi mà chúng ta bắt đầu cái nghề, chúng ta dễ lý tưởng là khách hàng đến với chúng tôi, khách hàng đến với tôi coach một người, hai người, ba người, được khách hàng yêu thích, được khách hàng đến với tôi, mình coach và khách hàng tự chuyển tiền. Ok, đấy là cái bức tranh lúc đầu. Nhưng khi thực tế là 75% thời gian chúng ta làm những công việc nó không liên quan đến coach. Bạn có sẵn sàng làm cái điều đó không? Đó. Nếu mà trước đây mà bạn nghĩ là mình chỉ làm coach không, thì cái phần chia sẻ của câu hôm nay hy vọng nó sẽ giúp chúng ta chuyển dịch cái tư duy của mình.
Ok, thì đó là ba cái kiểu tư duy ha, mà nó giết chết chúng ta trong cái hành trình làm coach và sẽ khiến chúng ta chỉ cần coach và làm part time thì ok, nhưng nó sẽ không đủ chúng ta cất cánh để làm freelance coach. Ok, hy vọng cái phần chia sẻ của Công vừa rồi giúp cho chúng ta thấy được những hiểu biết sâu sắc, những cái kinh nghiệm mà Công trải qua trong cái hành trình làm cái công việc coach xuyên suốt 11 năm. Nó là một công việc cực kỳ ý nghĩa. Nó là một cái công việc cho bản thân Công cũng như nhiều người coach cái sự tự do và cái sự tự chủ về tài chính. Nhưng để làm được nó, sẵn sàng tâm thế học tập, sẵn sàng làm những điều cần thiết chứ không chỉ là những cái điều mà mình muốn làm, thì đó sẽ là những cái bước sắp tới của chúng ta. Rồi, nếu chúng ta yêu thích cái phần chia sẻ của Công, hãy ủng hộ Công bằng cách subscribe, comment, góp ý, chia sẻ, và chúng ta có thể ghi xuống những cái đề tài mà chúng ta mong muốn được Công chia sẻ, thì Công sẽ chuẩn bị cho những số tiếp theo. Tại thời điểm này, hãy sống một cuộc sống tràn ngập cảm hứng. Mỗi ngày của chúng ta là một niềm vui của cuộc sống. Hãy sống với một cái tình yêu mà chúng ta muốn có cho người khác và cho bản thân mình. Hẹn gặp chúng ta số tiếp theo nhé. If you could, what do you go?